bạn thân mến, hôm nay thì mình đang có mặt ở xưởng sửa xà lan ha. Thì chiếc này là chiếc xà lan mà hôm bữa anh em mình đi lắp cái trục lắp dung dịch vô ha. Chiếc này thì trọng tải 1.000 tấn các bạn. Được gấp cái động cơ Cummins K19, hộp số thì hộp số T6,5, dung dịch chạy dung dịch thao 4 cánh 1,7. Đấy, bây giờ thì anh em mình làm tới cái khâu mà sơn ở trên này này, hạ thủy mà còn lại dạng phần ở trên ha, sơn phết lại. Với lại bữa nay chạy thử luôn. Đây, chạy thử đầu năm đây. Có chiếc đậu ở ngoài, bây giờ chiếc ngoài ra mới đi ra được này ha. Chiếc ngoài thấy nhỏ hơn ha. Quá là dài nè. Đi ra sao mỏi chân luôn đó chứ. Có chú chợ ngoài đang chạy vòng quay con quay lại con đậu đây mới làm được. Động cơ cao là chính đây. Đây anh tài công mình lên ở trên phòng lái này. Chạy ra cho anh em mình chạy ra ha. Đây, cái bộ máy chuyển ra ngoài sau lái luôn này. Qua bản đó bản. Dạ, rồi. Nghe ra lớn rồi đây. Nghe ra này. Đây. Thì xà lan nổi các bạn, xà lan nổi cho nên trống dịch ha. Xà lan thẳm nó mới đúng cái độ dịch chạy. Đó, đây là cái khoang này, cái khoang đựng chứa hàng này. Đó, xà lan 1.000 tấn rồi, rất là rộng luôn rồi. Quá là dài luôn. Cái ghe này từ từ có trớn mới đi. Đó, dài chắc phải tới 1.5 lần. Thở hả? Nổi á. Vậy là ghe nổi là chuyên dịch nó hỏi thở khúc. Thở khoảng 1 tấn. Không ra nước máy. Qua cái sông này rất là rộng luôn này. Đấy, lên ga tiếp. Qua cái sông nó rộng luôn. Xà lan chạy tấp nập luôn mà. Còn phía trong mình là cái xưởng sửa xà lan này. Tới rồi đây, tới có trớn rồi. Đó, đang quanh nước ngược lên này. Đó,
bắt chạy mà bông lao bản á. Nhưng mà mình xả nước chạy vô mà xả bọng rỗng ra luôn mà. Được, em cứng quá, em mà cho nó chạy vô được. Vô bến đây. Chạy trướng cũng khá là nhanh đó. Nổi mà vậy nó không có giật đâu. Vậy là ok hả chú ạ? Nổi vậy là nó không có giật đâu. Vì nó lú cánh hai cánh, lú cánh hai cánh gì đó. Quên thêm vòng nữa. Cháy rồi, giờ dưới đang lùi rồi. Giờ vô xuống tắt máy. Giờ nắm rồi đó, giờ dưới là đang lùi rồi đó. Nhìn vô, nhìn cái bô là biết máy chạy rất nhiều liền à. Vô sốt chưa có chạy mà. Có chạy gì được luôn mà chạy. Trời ơi. Ghé vào bến. Sao giờ chờ con Tân xuống là cho con Tân gắn đồ vô rồi. Đúng rồi, gắn cái đồ tua. Có đồ tua, đồ nhẹt đồ. Anh tập trung mình sau đây ghé vô cái chiếc xà lan đang đậu mé không có thân.